Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 1 tháng 6, giá cà phê trong nước giảm. Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 1 tháng 6 ở trong nước dao động từ 60.300 đến 60.900 đồng mỗi kg, giảm 200 đến 300 đồng mỗi kg so với hôm qua. Giá cà phê trong nước hôm nay mùng 1 tháng 6 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 200 đến 300 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 60.200 đến 60.300 đồng mỗi kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 60.600 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao 60.900 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắc giảm 300 đồng mỗi kg ở huyện cư mờ ga giá cà phê hiện ở mức 60.700 đồng mỗi kg, còn tại huyện iahleu, thị xã buôn hồ được thu mua cùng mức 60.800 đồng mỗi kg. Cụ thể kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn London tiếp tục điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 12 USD xuống 2.562 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 8 USD còn 2.520 USD mỗi tấn, các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục sụt giảm, kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm thêm 4,5 cent, xuống 177,1 cent ba và kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 4,7 cent, còn 174,85 cent ba, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Giá cà phê kỳ hạn đồng loạt sụt giảm nhưng mức giảm tại London khá thấp, trong khi áp lực bán hàng vụ mới ở New York tiếp tục gia tăng do Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng dầu thế giới đã bắt đầu thu hoạch vụ vụ mới của năm nay trong khi đó tỷ giá đồng lưu giảm 0,61% xuống ở mức 1 USD 5,42R đã khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu sau ngày các thị trường kỳ hạn đóng cửa nghỉ lễ và USD ít lấy lại sức mạnh sau thỏa thuận trần nợ công của chính phủ Mỹ với phe đối lập cũng góp phần thêm vào, theo chuyên gia. Xuất khẩu cà phê Việt Nam đang nhận được hỗ trợ tốt từ việc giá giao dịch và nội địa duy trì ở mức cao kỷ lục để hướng tới mục tiêu duy trì kim ngạch năm 2023 ở mức 4 tỷ USD. Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 5 đã đạt 2,75 triệu bao tăng 17,94% so với cùng kỳ năm trước, cũng góp phần khiến giá cà phê kỳ hạn sàn lăng đơn đảo chiều sụt giảm khi các quỹ và đầu cơ cân đối vị thế, chốt lời ngắn hạn. Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 6, giá nhích tăng thêm 500 đồng kg tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Lắk, đắk nông giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 6 được thu mua với mức 74.500 đồng mỗi kg, nhích tăng 500 đồng kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay cũng ở mức 73.000 đồng mỗi kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng mỗi kg bằng giá ngày hôm qua. Tương tự tại tỉnh Bà Rịa, vũng tàu giá tiêu đạt 76.000 đồng mỗi kg tiếp tục tăng thêm 500 đồng/kg so với hôm qua, còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 75.000 đồng mỗi kg tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Như vậy, giá tiêu trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 tiếp tăng thêm 500 đồng/kg ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, với mức giá tăng giá tiêu đã đạt giá 76.000 đồng mỗi kg trên thị trường xuất khẩu giá tiêu đen Việt Nam vẫn giữ mức giao dịch ở 3.500 USD mỗi tấn với loại 500 gram mỗi eo, loại 550 gram eo mức 3.600 USD mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD mỗi tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế, IPC niêm yết giá tiêu đen làm vùng, Indonesia chốt tại 3.592 USD mỗi tấn, giảm 0,3%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 2.950 USD mỗi tấn. Giá tiêu đen Chinh Malaysia Asta giữ mức 4.900 USD mỗi tấn. Giá tiêu thế giới hôm nay được cộng đồng hồ tiêu thế giới niêm yết tăng nhẹ tại Indonesia và đi ngang tại các thị trường khác. Hiện tại, thị trường hồ tiêu toàn cầu vẫn đang chịu áp lực từ đồng USD. Tuy nhiên, việc dự báo nguồn cung thiếu hụt do năng suất giảm và diện tích trồng bị thu hẹp đã giúp giá tiêu giữ ở mức cao